Hôm nay tôi đến bạn chuyên đề nên đầu tư học kỹ năng kiếm tiền, phải không ạ? Thì các bạn biết rồi, rất nhiều người là trong xã hội rất là nhiều người không biết phải kiếm tiền như thế nào và cũng như là quản lý tiền rồi chi tiền, thì rất là nhiều vấn đề phải xem xét. Mà thông thường thì cha mẹ chúng ta ít có dạy chúng ta về tài chánh, mà chúng ta phải tự nghiên cứu học hỏi, vì vậy chúng ta trả giá rất nhiều, các bạn hãy lưu ý. Và lời khuyên đầu tiên trước khi vào video này, các bạn hãy đầu tư học những khóa về kỹ năng kiếm tiền. Tất nhiên kiếm tiền đã khó, quản lý tiền khó hơn và chi tiền càng khó hơn nữa. Thì hôm nay tôi chỉ nói một mảng là những kỹ năng về kiếm tiền các bạn. Trong thời đại ngày nay có một sự thay đổi mạnh mẽ trong cách chúng ta kiếm tiền. Để đảm bảo sự ổn định và thành công trong việc tài chính, nên việc đầu tư học kỹ năng kiếm tiền trở thành một yếu tố quan trọng. Vì sao bạn nên đầu tư thời gian và nỗ lực vào việc phát triển các kỹ năng kiếm tiền? Thứ nhất, tạo cơ hội mới. Học các kỹ năng kiếm tiền mở ra cơ hội mới trong cuộc sống và công việc. Khi bạn có nền tảng kiến thức và kỹ năng phù hợp, bạn sẽ có thể tham gia các ngành nghề mới, mở cửa hàng riêng của mình hoặc thậm chí khởi nghiệp. Việc đầu tư vào việc học kỹ năng kiếm tiền mở ra nhiều cánh cửa mới cho sự phát triển cá nhân và tài chính, tăng khả năng kiếm tiền. Kỹ năng kiếm tiền không chỉ giúp bạn có cơ hội mới mà còn giúp bạn tăng khả năng kiếm tiền. Khi bạn nắm vững một kỹ năng cụ thể, bạn sẽ trở thành người có năng lực và giá trị cao trong lĩnh vực đó. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để bạn dễ dàng đàm phán mức lương cao hơn và nhận được các cơ hội làm việc tốt hơn. Tự tin và tự chủ tài chính. Học kỹ năng kiếm tiền giúp bạn trở nên tự tin và tự chủ tài chính. Khi bạn có khả năng kiếm tiền một cách độc lập, bạn không chỉ đảm bảo cuộc sống mình mà có thể đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân. Tự chủ tài chính mang lại sự an tâm và tự do trong quyết định về tiền bạc. Khám phá tiềm năng bản thân. Học kỹ năng kiếm tiền cũng giúp bạn khám phá phát triển tiềm năng bản thân. Bạn có thể tìm ra những kỹ năng đặc biệt mà bạn có khả năng phát triển và sử dụng để kiếm tiền. Nhờ đó bạn có thể khám phá phát triển một phần quan trọng của bản thân mình, tạo ra cho sự thành công và sự thỏa mãn cá nhân. Đầu tư học kỹ năng kiếm tiền là một quyết định thông minh và mang lại nhiều lợi ích. Nó không chỉ tạo ra cơ hội mới mà còn tăng khả năng kiếm tiền, tự tin và tự chủ tài chính. Hơn nữa, việc học kỹ năng kiếm tiền giúp bạn khám phá phát triển tiềm năng bản thân. Hãy đầu tư thời gian, nỗ lực vào việc phát triển các kỹ năng kiếm tiền để đạt được sự thành công về tài chính. Đạt được sự thành công về tài chính và sự nghiệp. Trong thời đại ngày nay, việc đầu tư học kỹ năng kiếm tiền trở thành một yếu tố quan trọng đảm bảo sự ổn định và thành công cuộc sống. Thì nó sẽ có cái nhiều cái lợi ích mà để bạn nắm nè. Mở ra cơ hội mới, học các kỹ năng kiếm tiền giúp mở cơ hội cuộc sống công việc. Khi bạn có kiến thức và kỹ năng phù hợp, bạn có thể tham gia vào ngành nghề mới, khởi nghiệp hoặc mở cửa hàng riêng. Đầu tư vào việc học kỹ năng kiếm tiền mở ra nhiều cánh cửa mới cho sự phát triển cá nhân và tài chính, tăng khả năng kiếm tiền này. Kỹ năng kiếm tiền không chỉ giúp bạn có cơ hội mới, giúp bạn tăng khả năng kiếm tiền. Khi bạn nắm vững một kỹ năng cụ thể, bạn trở thành người có giá trị và năng lực cao trong lĩnh vực đó. Điều này giúp bạn có thể đàm phán mức lương cao hơn và nhận được cơ hội làm việc tốt hơn. Về tự chủ về tài chính. Học kỹ năng kiếm tiền giúp bạn trở nên tự tin, tự chủ tài chính. Khi bạn có khả năng kiếm tiền một cách độc lập, bạn không chỉ đảm bảo cuộc sống của mình mà còn có thể đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân. Tự chủ tài chính mang lại sự an tâm, tự do quyết định về tiền bạc, khám phá tiềm năng bản thân như trên đã nói đó bạn. Thì học kỹ năng kiếm tiền giúp bạn khám phá tiềm năng bản thân. Bạn có thể tìm ra những kỹ năng đặc biệt mà bạn có khả năng phát triển sử dụng kiếm tiền, nhờ đó bạn có thể khám phá phát triển một phần quan trọng của bản thân, tạo điều kiện cho sự thành công và thỏa mãn cá nhân. Với những lợi ích nêu trên, đầu tư học kỹ năng kiếm tiền là một quyết định thông minh. Hãy dành thời gian và nỗ lực để phát triển các kỹ năng này để đạt được sự thành công, ổn định tài chính và trong cuộc sống. Thì các bạn lưu ý đó, cho dù bạn không học tài chính, ngân hàng, thì bạn cũng phải có những khóa ngành học ngắn hạn. Cho dù các bạn học ngành nghề khác, hãy học những khóa ngắn hạn về cái kỹ năng kiếm tiền để bạn vững vàng về tài kiến thức tài chính, bạn vững vàng về quản lý tiền, bạn vững vàng về đầu tư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.